Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa nay thứ Sáu ngày 31 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sáng nay, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc sở. Sự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng dự có đồng chí Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã ký quyết định số 1069 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Kiên, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ thời hạn 5 năm kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Văn Kiên, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đồng chí tân Giám đốc Sở Nội vụ phát huy trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, chỉ đạo điều hành Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ cùng với tập thể lãnh đạo sở, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành, chủ động rà soát, đôn đốc thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo, xây dựng ngành nội vụ Hưng Yên ngày càng phát triển, góp phần đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh của cả nước.